Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Đã ngày thứ 24 cà phê và hết cả sau buổi. Đấy là làm việc khuya và nhiều khi vẫn ngủ là nóng mà nóng trong buổi sáng, thức đến sáng một khi 5 giờ sáng làm cả một tí thôi. Và gần như là diễn viên khoảng tầm 1-2 năm lại đây là ngủ rất là kém nhỉ. Nhưng mà em mới mua cái được thầy giới thiệu, em mới mua cái đá về để chừa vào vùng gan được khoảng 2 tuần nay thì em thấy cái giấc ngủ rất là ổn định và gần như là cứ trước khi đi ngủ em quay 2 viên đá ra ngoài lò thì 6 khoảng 5 phút. Xong rồi em ngủ một cái khăn quấn vào bụng ngủ thì ngủ rất là ngon, ngủ đến sáng dậy mọi người cảm thấy rất là khỏe, năng lượng nhiều hơn và làm việc. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133 635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.